chỉ cho mọi người biết cái nào là cải dại nha. Đây mấy cái cọng mà nó còn cao hơn á là cải dại. Thì mình phải bứt nó không thôi á là nó sẽ lây ra. Nó sẽ mọc lây ra đó. Nên bức hồi trời mới mưa á thì đắp nó ướt á, xong rồi mình bức nó dễ hơn. Cái này có nên mang bao tay không? Đúng rồi, phải nên mang bao tay tại vì có nhiều cái nó có gai. Chỉ mang giày dép đàng hoàng á. Dạ, để khỏi bị té á. Đây, nó có nhiều loại lắm. Nè, thấy không? Nó tới có mấy loại luôn. Thì thấy cả nào mà không có giống như cả bình thường của mình á là cả dại, nên mình phải bứt nó, không thôi thì nó lây nhiều lắm. Nó lây nhiều thì sau này cả của mình á sẽ không mọc được luôn, rồi phải tốn tiền để mua cả mới. Nè thấy không, nó mà lan được á, nó lan dữ lắm, mà phải bứng từ rễ lên luôn, nhổ cỏ tận gốc. Ừ, nhổ cả tận gốc. Ừ, đúng rồi đó, cái này là nhổ cả tận gốc này. Mình phải mang bao tay nha, tại có nhiều cái nó có gai á. Cái này bự lắm luôn. Còn có nhiều cái loại thuốc mà để xịt á, nhưng mà không có hiệu quả. Hiệu quả nhất là mình phải hay nhất là bất nó nhổ từ tay luôn, giống như cái này nè. Cái này có chặt hơn nè. Đó. Tại vì mình bứt nó ha, xong rồi cái cỏ của mình sẽ mọc lại à. Không có sợ bị mất cỏ đâu. Nhiều lắm. Đó, nè, nguyên một dĩ luôn nè. Đẹp hơn rồi đó. Đẹp hơn chưa? Trả tiền đi. Ghi sổ được không? Ôi, chuẩn bị muối rồi kìa.